Marketing. Và bên cạnh tôi đây là anh Ngọc Thanh đến từ phòng bán hàng của Red Zone Yamaha Motor. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về sự độc đáo của dòng xe tột đỉnh phấn khích MT10 và MT10 SP 2022. Mẫu xe xứng tầm dành cho anh em đam mê mô tô phân khối lớn. Thì dòng xe MT này không còn quá xa lạ với các anh em đam mê tại Việt Nam. MT là viết tắt của cụm từ Master of Tone, tượng trưng cho sức mạnh và sự bất tận của dòng xe này. Đặc biệt hơn là khối sức mạnh phi thường của mẫu xe đầu bảng dòng Hypernaked và Yamaha, mẫu xe MT10 và MT10 SP thế hệ mới. Để sở hữu được khối sức mạnh phi thường thì mang trong mình MT10 đó là khối động cơ Rosslyn 4 xi lanh được phát triển từ công nghệ MotoGP, mang lại âm thanh đặc trưng cực kỳ khác biệt đối với các dòng xe 4 máy cùng phân khúc. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh đầy uy lực và khác biệt đến từ MT10 và MT10 SP 2022. Thì MT10 thế hệ mới đã được tinh chỉnh công suất lại với sở hữu công suất lên đến 166 mã lực, nhưng tiêu thụ nhiên liệu đã được cải thiện lên đến 19% so với phiên bản cũ. Dòng xe MT10 thế hệ mới thì vẫn sử dụng động cơ Gosplan của Yamaha với khả năng tạo ra những vòng tua cực kỳ đều và ổn định, giúp rút ngắn thời gian tăng tốc, tạo ra những trải nghiệm bứt phá đầy dũng mãnh và những mẫu xe cùng phân khúc cũng khó có thể mang lại. Trên cả hai phiên bản MT10 và MT10 SP thì được trang bị hệ thống xăng số nhanh hai chiều cùng với bộ ly hợp chống trượt, giúp các anh em có thể dễ dàng xử lý các tình huống khẩn cấp cũng như tự tin trong những pha bứt tốc. Về việc sở hữu một mẫu xe naked lên tới 166 mã lực đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn phải có một hệ thống treo và thiết kế linh hoạt xứng tầm, thì MT10 đã được Yamaha trang bị một hệ thống treo với khả năng phản hồi cực kỳ chân thực và cảm giác lái giàu cảm xúc hàng đầu trong phân khúc. Khung sườn trên xe là khung sườn Delta Box thế hệ mới nhất được trang bị trên mẫu xe YZF R1, với nổi tiếng với độ cứng cáp cũng như là trọng lượng gọn nhẹ, giúp anh em có thể tự tin khi di chuyển ở tốc độ cao. Thì ngoài khung sườn Delta Box này, hệ thống treo của MT10 còn được trang bị cả phụ trước KWB, phụ sau KWB với 41 nấc tùy chỉnh, độ nén, độ đèn hồi cũng như tải trọng giúp anh em có thể tùy biến trên mọi cung đường. Trong năm nay, mẫu MT10 thế hệ mới này được nhà sản xuất ưu ái đó là cùng phanh Rambo, bình dầu rời, kết hợp cùng dĩa đôi Nissin cao cấp Hellsprit, trợ lực THK và bộ lớp Bridgestone S22 thế hệ mới đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối, đưa MT10 trở thành người bạn đồng hành với tất cả anh em trên mọi cung đường. MT10 còn nổi tiếng với khả năng cực kỳ linh hoạt. Thì sau đây, Phú xin mời anh Ngọc Thanh ngồi lên mẫu xe này và thể hiện sự linh hoạt của mẫu xe này cho các anh em. MT10 sở hữu trọng lượng ước chỉ 212kg, trong khi mang bình xăng lên dung tích lên đến 17 lít. Xe sở hữu chiều dài cơ sở ngắn nhất trong phân khúc, giúp các anh em có thể xử lý xe một cách linh hoạt và cực kỳ nhạy bén. MT10 còn có chiều cao cực kỳ phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, kết hợp với cùng với góc lái, đánh lái rộng cùng ghi đông cao và tư thế các chân được đặt về phía sau, tạo ra một tư thế lái dồn trọng tâm về phía trước cực kỳ thể thao, không phải là tư lái thế lái thẳng lưng đơn thuần như các mẫu xe trong phân khúc. MT10 thế hệ mới còn có phần khuếch đại âm thanh đã được đặt trên bình xăng, giúp âm thanh từ động cơ truyền trực tiếp hơn đến người lái, tạo ra những cảm giác phấn khích trong những cú tăng tốc. Ngoài ra, trên mẫu MT10 thế hệ mới năm nay còn được nâng cấp công nghệ rất là đáng giá của Yamaha, đó là bướm ga điện tử toàn phần Drive-by-Wire, giúp các thao tác ga cực kỳ nhẹ nhàng và linh hoạt. Đi kèm đó là 4 chế độ lái ABCD, giúp người lái có thể dễ dàng điều chỉnh tùy vào khả năng và điều kiện vận hành của xe. Ngoài hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, thì MT10 thế hệ mới là mẫu xe đầu tiên của Yamaha được trang bị công nghệ chế độ kiểm soát tốc độ tối đa Speed Limiter, giúp người lái có thể dễ dàng làm chủ được tốc độ cũng như khối công suất của động cơ. Điểm đặc biệt trên MT10 và MT10 thế hệ mới là chính là hệ cảm biến gia tốc quang tinh AMU 60 với các chế độ hỗ trợ người lái tối tân hiện nay, giúp các anh em có thể hạn chế tình trạng chống bốc đầu, kiểm soát lực phanh cũng như là kiểm soát độ trượt bánh sau. Hệ thống
ABS này đã có thêm hệ thống ABS trong cua, giúp các anh em có thể thao tác tốt hơn, thực hiện những kỹ thuật tốt hơn, cũng như khai thác được tối đa tiềm năng của chiếc xe. Tất cả các hệ thống này đều có thể được tinh chỉnh trên màn hình 4.2 inch TFT đa sắc thế hệ mới. Phía dưới màn hình là một cổng sạc 12V tiêu chuẩn, giúp các anh em có thể sạc được những thiết bị như GoPro hoặc điện thoại gắn trên video, một trang bị rất hữu ích trên những chuyến đi xa. Thì trên mẫu xe MT10 SP đang đậu kế anh Phú đây, đã được nhà sản xuất ưu ái thêm một hệ thống treo O-Link tùy chỉnh điện thế hệ mới nhất, có 6 chế độ chỉnh, 3 chế độ auto và 3 chế độ manual, giúp người lái có thời gian điều chỉnh khi xe đang vận hành. Chẳng hạn như khi các anh em vào các cung đường xấu, thì mình có thể điều chỉnh phục mềm để xe êm mái hơn, và có thể điều chỉnh phục cứng ngay lập tức khi thoát ra khỏi đường trường. MT10 SP thế hệ mới còn sử dụng lớp sau nhôm xước với khả năng chống tác hại của môi trường và độ bền vượt trội. Đi kèm đó là yên xe theo chỉ đôi với chất liệu cao cấp, đảm bảo sự êm ái cho các anh em khi vận hành trên mọi cung đường. Mẫu MT10 SP thế hệ mới nhất được lấy cảm hứng từ màu sơn của siêu phẩm R1M với tông đen bạc, cùm ghi đông, tay phanh, cùm côn màu đen kết hợp với đường chỉ đôi trên yên, ốp lườn thể thao, sơn xe màu vàng tạo nên sự sang trọng, độc tôn và vị thế của MT10 SP 2022. Thì không biết là với những chia sẻ vừa rồi thì các chị em còn đang thắc mắc hay là có điều nhiều cái này thích nhất về mẫu MT10 thế hệ mới không ạ? Xin được cảm ơn anh Vũ và anh Thanh ạ. Quý vị ơi, đây là một phần chia sẻ thật sự rất là năng lượng và đầy cảm hứng đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nán lại tại đây nha. Và quý vị ơi, đối với MT10 và MT10 SP thì ở đây có ai có câu hỏi nào không ạ? Nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và được phân phối độc quyền tại Repsol Yamaha Motor Việt Nam với chính sách bảo hành 2 năm không giới hạn số km. Và hiện nay giá bán cho dòng xe MT10 là 499 triệu đồng cho cả 3 màu xám, xanh và đen. Và giá cho phiên bản hiệu suất cao MT10 SP 2022 là 569 triệu đồng. Đi kèm là rất nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn đến từ Repsol Yamaha Motor. Nếu như tất cả các anh chị em nào còn câu hỏi thắc mắc có thể liên hệ Phú, Thanh hoặc cũng như là các anh chị tại bộ phận bán hàng của Repsol Yamaha Motor để được hỗ trợ tốt nhất. Thì tôi là Quang Phú. Tôi là Ngọc Thanh. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã lắng nghe. Wow, xin cảm ơn một phần chia sẻ rất là hữu ích ạ. À.